Em Kim thân mến chào toàn thể cô chú quý anh chị đang xem kênh Kim Moon Cơ Giới VN nha. Trước mặt quý khách hàng đây là một dòng sản phẩm mang thương hiệu Yanma Vio 17-5B. Thì cái dòng sản phẩm này là nó có những cái điều đặc thù, đó là cái háng thụt thò nha. Cái này là em Kim đã chốt cho anh trai ở Đà Nẵng lúc mới rút công. Thì vừa xuống công là anh trai đã chốt ngay vào luôn, và em đang bảo dưỡng theo cái nhu cầu của anh trai nha. Thì sẵn tiện là em sẽ quay luôn cho anh chị cô chú mình tham khảo những cái dòng như thế này. Tại vì đầu năm là em Kim cũng sẽ về những cái dòng tương tự như thế này nha. Cái này nếu như mà mình thọc thò vô hết cỡ là tầm khoảng 95 thôi nha, chưa được 1 mét nha. 95 thôi, chưa được 1 mét. Dạ vâng, còn nếu như mà mình không thọc thò là nó tầm khoảng 1m29. Số quá đẹp ha, nói chung mình phú bì đi, là 1m3 nha. Rồi còn đây là cái em sơn lại hết toàn bộ con xe, làm mới lại cho khách. Đấy là khách yêu cầu mình làm như thế nha cô chú anh chị. Đấy rồi em mở ra cho anh chị mình tham khảo, bên trong là nước sơn rin ha. Nước sơn rin của nó kể cả máy móc là nó chưa có bung. Công tắc u quay rồi khá là đẹp luôn. Tại vì vừa xuống công là anh trai chốt ngay vào luôn rồi. Và anh trai đang có nhu cầu mình làm lại đẹp nguyên con ha, làm lại đẹp nguyên con như thế này để mà mình bỏ vào công trường để mà làm. Thì hiện tại là mình lắp búa cho khách ha, mới 100%. Mình lắp cây búa, mình phá vỡ, mình có thể leo cầu thang. Đó, mình leo cầu thang, những cái cầu thang 1 mét là em này leo lên khỏe nha cô chú anh chị. Mình leo cầu thang, mình phá vỡ từ trên xuống dưới. Thì những cái em nhỏ nhỏ như thế này nè, làm rất là tiện luôn ha. Đây nó có hệ thống đường tháo lắp nhanh, có sẵn nè. Đấy, và đây là cái rào riêng của nó đó, là nó có tới đây thôi nha cô chú anh chị. Nhưng mà anh này ảnh đang có nhu cầu mà mình để hốt sao bằng, bắn xong rồi mình hốt sao bằng. Thì cho nên là mình sẽ nối ra, mình hàng ra thêm một đoạn để cho nó to cho nó lớn á, để mình cào cho nó dễ hơn. Đấy, những em gọn gọn nhỏ như thế này làm công việc rất là hiệu quả luôn nha cô chú anh chị. Giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ có một ít thôi là mình sở hữu được một cái em sản phẩm tương tự như thế này rồi. À, em bao bảo dưỡng tại kho miễn phí ha, bao bảo dưỡng tại kho miễn phí. Còn xe thì chốt lúc mới rút công, rút xong là chốt ngay giùm em, là em bao bảo dưỡng miễn phí luôn. Đó thì hiện tại là cái em này khoảng từ 15 đến 20 phút nữa là em sẽ cho lên xe nè, cho lên xe về Đà Nẵng làm dâu nha cô chú anh chị, về Đà Nẵng làm dâu. Đấy, thì đầu năm là em Kim sẽ nhập những cái mặt hàng tương tự như thế này. Cho nên là cô chú anh chị nào đang có nhu cầu thì vui lòng liên hệ cho em Kim vào số 0966 340 640 nha. Đời này cao cực kỳ, dáng đẹp. Đó, về làm ăn à, cái màu vàng này nè, tượng trưng cho cái màu mai vàng à, Tết đầu năm luôn. Cho nên là anh chị về là làm ăn vừa phát tài, phát lộc, may mắn. À, em Kim cũng cảm ơn anh trai đã từ ngoài Đà Nẵng bay vào chốt cái em mái đào này trong lúc vô công. Em chúc anh trai về làm ăn hồng phát cả năm anh trai nhé.